nhận định Bồ Đào Nha với Israel, 1 giờ 45 phút ngày mùng 10 tháng 6, đến với loạt trận giao hữu tại khu vực các nước châu Âu tới đây, người hâm mộ sẽ không thể bỏ qua cuộc so tài giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Israel, bởi hai đội đang có phong độ thi đấu tương đương nhau và chắc chắn sẽ có những cuộc cạnh tranh khốc liệt trên sân cỏ. Đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos đang có được phong độ thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây khi mà Bồ Đào Nha đã giành được 3 chiến thắng cùng 2 trận hòa sau 5 trận đấu gần nhất. Trong trận đấu gần nhất của Bồ Đào Nha, các học trò của huấn luyện viên Fernando Santos chỉ có được một trận hòa trước đối thủ Tây Ban Nha trong trận giao hữu. Được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này sẽ là một lợi thế đối với thầy trò Fernando Santos khi mà Bồ Đào Nha đang chơi ổn định trên sân nhà với việc giành 3 chiến thắng cùng một trận hòa sau 5 trận đấu trên sân nhà gần nhất. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Rotten Stanger cũng đang thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây khi mà Israel đã giành được 3 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất, mặc dù đang có phong độ trên sân khách khá ấn tượng gần đây. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Bồ Đào Nha vẫn sẽ là một thử thách khó khăn đối với thầy trò Rotten Steiner, soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đấu gần nhất của cả hai đội đang có tỷ lệ nổ tài cao hơn, cụ thể với kèo tài xỉu 2.5. Có 3 trong 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha đã nổ tài. Thêm vào đó, trong hai trận đấu gần nhất của đội tuyển israel cũng đều đã nổ tài do đó các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ tài là khá cao soi kèo hiệp một với lợi thế sân nhà trong trận đấu này đoàn quân của huấn luyện viên fernando santos sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội an bàn dưới sức ép của đội chủ nhà các chuyên gia soi kèo nhà cái dự đoán khả năng bồ đào nha sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp một